Lớp ơi, giảng ai xác định hệ số A của hàm số y bằng ax bình phương, được chưa? Đầu tiên phương pháp chúng ta sẽ gọi cái parabol P là đồ thị của hàm số y bằng ax bình, không? Điểm M có tọa độ là xm im thuộc B, thì chúng ta sẽ suy ra im bằng ax em bình. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ áp dụng làm bài số 7. Trên mặt phẳng tọa độ có điểm M thuộc đồ thị của hàm số y bằng ax bình phương, tìm hệ số A. Chúng ta xem điểm A có tọa độ là 44 có thuộc đồ thị không. Nào, điểm câu C, tìm thêm 2 điểm nữa không kể điểm O để vẽ đồ thị. Vậy thì chúng ta nhìn đây. Đây. Đây là cái hình ở trong sách giáo khoa của chúng ta, đúng không con? Trên mặt phẳng tọa độ hình 10. Được chưa con? Có điểm M thuộc đồ thị của hàm số y bằng ax bình phương. Và bây giờ tìm A. Vậy đầu tiên con phải đọc cho cô tọa độ điểm M nè. Điểm M có tọa độ bao nhiêu con? Con chiếu lên nè. Đầu tiên con chiếu lên trục OX nè. Sau đó con chiếu lên trục OY cho cô. Đúng không? Vậy chiếu lên trục OX. Chiếu lên trục OX. Thì hoành độ của nó bằng mấy? Chiếu lên trục OY, tung độ của nó bằng mấy? Đúng chưa nào? Việc điểm M có tọa độ bao nhiêu việc này? Điểm M có tọa độ là 1, 2 à? Chết rồi, chết. Đọc lại cho cô. 1, 2 à? Đọc cái gì trước? Hoành độ đọc trước, tung độ đọc sau con trai. Điểm M này nha. Hoành độ đọc trước, tung độ đọc sau. Điểm M này có là 2 và 1 chứ không phải là 1, 2. Được chưa? 2, 1. Hoành độ đọc trước, tung độ đọc sau. Được chưa? Điểm M thuộc đồ thị. Vậy chúng ta sẽ trả lời sao? Để làm câu A thì chúng ta biện luận là vì đúng không? Vì M có tọa độ là 2, 1. Đúng con? Đúng chưa? Thuộc cái gì? Thuộc hàm số y bằng ax bình phương. Nên chúng ta thế vô. Chỗ nào có y thì con thế bằng 1, mà chỗ nào có x thì con thế bằng 2. Đúng nào? Vậy thì chúng ta ra được cái gì đây? Hoàng Phát. Ra được cái gì con? Bạn ghi là, hay là cô viết là A nhân 2 bình bằng 1 cho nó đẹp, được không con? Được không? Vậy thì A nhân mấy? Bằng 1. Suy ra A bằng mấy con? A bằng 1/4. Vậy cái hàm số của chúng ta là cái gì? Chốt lại vậy. Vậy cái hàm số của chúng ta là y bằng gì con? Y bằng 1/4 x bình. Nha. Đây là cái hàm số của chúng ta. Được chưa con? Rồi bây giờ tiếp theo câu B nè. Câu B. Điểm A có tọa độ là 4 và 4 có thuộc đồ thị không? Muốn thuộc hay không thuộc thì con chỉ việc thay, đúng không? Con thay cái gì? Câu B nè. Câu B. Chúng ta thay cái gì đây? Bạn Hà My nè. Thay x bằng mấy con? Thay x bằng 4. Y bằng mấy con? Vào đâu? Vào trong hàm số y bằng, không phải y bằng ax bình đâu con, đây nè. Y bằng 1/4 x bình phương nha lớp nha. Ta được cái gì con?
À, 4 bằng 1 phần 4 nhân cho 4 bình. Bằng không con? Đặt bằng không lớp? À, bên đây là bằng 4 và bằng 4, đúng chưa? À, điều này gì? Luôn đúng. À, vậy điều này đúng thì suy ra gì? Suy ra điểm A. Đúng nào? Có tọa độ 44. Đúng không? Sẽ thuộc hàm số y bằng 1 phần 4 x bình. À, được chưa con? Thuộc. Hình dung vẫn được vấn đề chưa con? Rồi tiếp theo nào. Hãy tìm thêm 2 điểm nữa. Và không kể điểm 0 nha con. À, ở đây cô lại có điểm A rồi đúng không? À, ở đây mình có điểm A rồi nè. Điểm M rồi nè. À, bây giờ chúng ta tìm thêm 2 điểm nữa. Ở đây là chúng ta có điểm A là 4 rồi đúng không? Điểm M rồi, vậy chúng ta lấy mang tính chất đối xứng đi. À, đối xứng đi. Đúng chưa con? Vậy là cô lại lấy trừ 2. Và cô lại lấy trừ 4. Đúng không? À, cô lấy thêm 2 điểm nữa. À, vậy cô kể cái bảng câu C. À, cô kể cái bảng. Nó đã có 2 điểm rồi. Bây giờ cô lấy thêm 2 điểm nữa, kể cả điểm 0 nữa. Là thành 5 điểm nha con. X y bằng. Vậy ở đây lúc nãy mình tính rồi. Đây là 4 này con. À, đây là 2. 2 thế vô là 1 nè. 0 nè, 1 nè, 4 nè. Thấy không? Vậy cô lại lấy thêm 2 điểm này nè. À, đúng không? Còn đã đây là điểm M. Đây là điểm A. Đúng chưa con? Rồi, sau khi cô lấy thêm 2 điểm đó rồi cô vẽ. À, cô vẽ, các bạn vẽ vô trong vở nha. Ở đây là 0 nè. Đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đây là âm 1 nè, âm 2 nè, âm 3 nè, âm 4 nè. Đây là 1 nè, 2, 3, 4 nè các bạn. Đó, cô vẽ. Rồi các bạn vẽ vô trong trong vở nha các bạn nha. Còn cô là có ô trên bảng này rồi, cô vẽ khỏe. Giống như ô ly vậy đó. Đó, thấy không? Đó, điểm này là 1, điểm này là 2, điểm này là 3. Tương tự ở bên này 4. Rồi giơ lên cho cô coi nào. Nguyễn Nam mở cam lên con. Rồi cô lại thấy bài của bạn Ngọc Hiền. Nguyễn Nam ơi mở cam lên con. Cô lại thấy bài của bạn Ngọc Huyền rồi. Bạn Hùng Huy rồi. Mới có 2 người thôi. Bạn Thảo đâu nhờ. Rồi cô lại thấy Thảo. Rồi cô lại thấy của bài của bạn Lý Thảo rồi. À các con nhớ điền x y nha. À đây là x nè. À đây là y nè, điền vô nha con. À, cô thấy một số bạn vẽ hay quên. Rồi cô thấy của bạn Quốc Việt rồi. Bạn Quốc Việt vẽ rất là đẹp. Đúng không? À rồi rất tốt. Cô lại nhìn thấy cái bài của bạn Tiên rồi. Rồi bạn Vi rồi. Rồi những bạn khác đâu? À Hoàng. Hoàng ơi con vẽ xấu quá. Lật qua bên kia cô coi nào. Rồi cô lại thấy của con rồi. À bạn Đạt. Bạn Đạt vẽ đẹp nè. Đạt ơi mình kéo qua bên cái đầu mút một tí. Rồi cô lại thấy của bạn Đăng Khoa rồi. Đăng Khoa bớt chưa con? Đỡ đau chưa? À bạn Phú Hoàng. Phú Hoàng ơi con kéo qua cái đầu mút một tí nè Phú Hoàng ơi. Con kéo qua cái đây nè. Ví dụ chấm chỗ đây thì con kéo qua đây một chút nè. Hiểu không? Chứ con cứ đừng có dừng lại tại điểm này. Rồi cô thấy của bạn Gia Minh rồi. Gia Minh ơi mi vẽ giống cái mũ á. Cái mũ nó úp lên đầu á. Ôi trời ơi. Trời ơi cô. À, con dơ lên cho cả lớp nhìn đấy. Nó kêu cô à, Hoàng Phát. Nó kêu đấy, đấy lớp ơi. Nó kêu đẹp, đẹp thế mà cô còn chê. Hả? Con mà con kéo cái tay nó tròn hơn một tí nữa thì nó đẹp hơn nữa. Đúng không? Rồi bạn Vinh cô lại thấy rồi. Rồi bây giờ lớp mình dơ lại một lần nữa coi ai chưa dơ nè.
Rồi lớp mình dơ hết lên, cô coi nào, dơ hết lại cho cô coi. Quốc Huy dơ lên lại cô coi. Dơ lên coi cô coi, Quốc Huy, Hương Giang, Huyền. Wow. Còn bạn Tân, sao Tân? Sao con? Đầu tháng con, chẳng lẽ nghe cô chửi con? Cái hình vẽ con đâu? À rồi, rồi hình vẽ của con là đẹp nhất lớp. Rồi, cảm ơn con. Rồi, lớp mình bỏ xuống đi con. Được chưa nào? Vậy thì cái bài 7 nó không có gì khó cả lớp ơi. Đây. À. Đấy. Đúng chưa? À, chúng ta thay vào đúng không? Đúng không? Chúng ta thay vào đây. Không có gì khó cả. À. Lớp mình vắng bạn Nhật Anh rồi con. Chạy ra chú Sơn nói là vắng bạn Nhật Anh. Rồi, được chưa nào? À, tiếp câu B nè. À, đúng chưa? À, đúng. À, rồi, câu C. Câu C thì vẽ thôi, đúng không? Đó, cô lại vẽ nè. Đúng không? Đó, cô lại vẽ bằng máy, đẹp không? Đẹp hơn vẽ bằng tay, đúng không? Đó, được chưa? À, theo tính chất đối xứng thì chúng ta lấy thêm điểm M phải đối xứng với này. À, A phải đối xứng này. Nhưng mà cô thích kẻ bảng hơn, nó không bị lầm nha. Đó, các con lấy đũa xứng qua thì các con vẽ. Đó, vẽ bằng máy không? Đẹp không? Đó, được chưa nào? Tiếp, chúng ta đi qua bài tiếp theo. Đó là bài số 8 nha các bạn. À, biết rằng đường cong trong hình bên là một parabol y bằng AX bình phương. Đó. Tìm hệ số A nè. Thứ hai nè, tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoàn độ bằng trừ 3. Thứ hai, tìm các điểm thuộc parabol có tung độ y bằng 8. À, được chưa nào? Bây giờ chúng ta xem cái hình vẽ của chúng ta đâu nhờ. Ô lớp ơi, mình cô không có cái hình vẽ của lớp này. Lớp ơi, lớp ơi. À, cô không chụp được cái hình vẽ của lớp này, hình vẽ này rồi. Được chưa? À, vậy biết rằng cái hình này, con xem nè, bây giờ mình tìm hệ số A. Con tìm cho cô có cái điểm nào nó thuộc parabol không? Giơ cái parabol của con lên nè, bạn nào giơ sách lên cho cô nè. Có cái điểm nào mà nó thuộc parabol, tìm đẹp đẹp một tí nha. Có cái điểm nào nó thuộc parabol không? À, đúng rồi, bây giờ con tìm cho cô một cái điểm thuộc parabol mà có hoành độ, tung độ thiệt đẹp đi. Điểm nào? Con giống qua, con giống qua. Con giống trong cái đồ thị á. Để cô lại tìm ra hệ số A chứ con. À, bạn Vũ nào xác định cho con điểm đi con. Điểm nào mà chắc chắn thuộc parabol nha. Nha con nha. Đúng không con? Trừ 2,2 đúng không con? À, trừ 2,2. Vậy thì cô dựa theo cái hình vẽ đúng không? Đúng không? À, chúng ta dựa trong cái hình bên thì chúng ta thấy rằng có một cái điểm. À, cô đặt cái điểm đó là điểm M đi. Đúng không? Có tọa độ là trừ 2 và 2. Đúng không? Thuộc parabol. Được chưa? À, vậy câu A. Được chưa nào? À, theo hình vẽ. À, đúng chưa? Theo hình vẽ. Thì cô lại thấy rằng có điểm M có tọa độ là trừ 2 và 2. Đúng không? À, nó sẽ thuộc Y bằng AX bình phương. À, đó là cô dựa vào hình vẽ. Được chưa con? Vậy thì từ đó cô lại thế vào. Thế vào. Thì cô lại sẽ suy ra được điều gì? Y bằng gì? Hả? Y bằng 2 đúng không con? 2 bằng... À, mình thế ngược lại đi. À, để cho mình viết nó khỏi bị ngược. Đúng không? À, đó là A nhân cho trừ 2 tất cả bình bằng bằng 2. Đấy. Mình viết như vậy nó không bị ngược. Đúng không con? Rồi vậy thì nó sẽ là A nhân cho anh này bình lên là 4 đúng không? Bằng 2. Vậy suy ra A của chúng ta sẽ bằng 2 chia cho 4 là bằng 1/2. Được không? Vậy chốt lại cái đồ thị của chúng ta. Vậy cái hàm số của chúng ta đó là Y bằng 1/2 x bình phương. Được chưa? 1/2 x bình phương. Rồi câu B nè. Câu B dễ không lớp? À, ai chỉ cho cô cách làm câu B nè. Đạt nào, Đạt ơi, cách làm câu B con. À,
bạn bạn Đạt nói rằng là chúng ta sẽ tìm cái hoành độ là bằng trừ 3, sau đó chúng ta dõng lên ha, và sau đó chúng ta chiếu qua thì chúng ta tìm được y. Thì cái đó người ta gọi là dựa vào đồ thị để mà tìm. Cách thứ hai là chúng ta có thể tính được không con? À, cô thích cái cách tính hơn, đúng không? Dựa vào đồ thị thì đôi khi chúng ta có thể tính sai ha. Chúng ta bởi vì chúng ta đoán mà, đôi khi chúng ta kéo ra nó sẽ bị sai, được không? Vậy thì cái cách mà cô lại lựa chọn cho các con ở đây là chúng ta sẽ thế cái x này nè, à, x bằng trừ 3 vào đây, được chưa con? Để các con tìm y thì cái giá trị y này nó luôn luôn chính xác. Nghe rõ chưa lớp ha? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thay cái gì? Thay x bằng trừ 2, à xin lỗi, x bằng trừ 3, được chưa? À, vậy thì cô lại sẽ thay x bằng trừ 3 vào trong cái hàm số, à, hàm số mà cô lại mới tìm đây này là con nhé, đó là y bằng 1/2 x bình, à, được chưa? Thì cô lại được cái gì đây Diễm Quỳnh? Ta được cái gì đây con? À, cô lại viết nè, à, y bằng 1/2 nhân cho -3 mũ 2. Vậy nó bằng mấy con? 3 mũ 2 là 9 đúng không? À, 9 chia cho 2 là bằng bao nhiêu con gái? À, 9/2. Nào, hay mình bằng 4,5. Được chưa con? À, vậy à, hoành độ là x bằng -3 thì y của chúng ta sẽ bằng 4,5. Vậy x bằng -3 thì y của chúng ta là bằng 4,5. Tương tự như vậy câu C chúng ta làm sao đây? À, bạn Vũ. Vũ ơi, câu C chúng ta làm sao đây con? À đúng rồi, mình thay y bằng 8 đúng không con? À, y bằng 8 vào trong hàm số, đúng không? Y bằng 1/2 x bình phương. Thì ta được cái gì con nhỉ? Ta được cái gì con? Hoàng Gia. Gia ơi, chúng ta được cái gì con? À, 1/2 x. 1/2 x bình bằng mấy? 1/2 x bình 8. Suy ra x bình bằng mấy? À, là bằng 16. Vậy x sẽ bằng gì con? À, x bằng cộng trừ 4. Vậy chúng ta có mấy x? 2x đúng không? À, vậy y mà bằng 8 thì x bằng cộng trừ 4. Được chưa? Rồi giơ lên cho cô nào. Anh Sơn ơi, cam của thằng Nguyên đó, thằng Nguyễn Nam nó bị hư rồi nha. À, vậy loại ra đúng không? Nó mở, nó không chịu mở. Chú Sơn nói là nếu hư thì loại ra rồi xuống. Được chưa? Ta thấy điểm M có tọa độ là 22 hoặc là -1/2 cũng được nha con. Được chưa? Nó giống nhau nha. Được chưa? Thế vô chúng ta làm bằng 1/2. Tương tự như vậy câu B và câu C. Được chưa các bạn? Nha. Bạn nào mà nhìn ở đây không rõ thì chúng ta có thể nhìn bên này. Rồi chúng ta tiếp nha. À, dạng 3. Dạng 3. Đó là tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng. Đó là tọa độ giao điểm giữa parabol và đường thẳng. Vậy tọa độ giao điểm giữa parabol và đường thẳng là gì? À, phương pháp. À, phương pháp để tìm tọa độ giao điểm giữa parabol và đường thẳng. Parabol là cái hàm số nha. Hàm số y bằng, à cái chỗ này cô lại viết lộn nè con nhé. Được chưa nào? Giả sử parabol là đồ thị của hàm số y bằng ax bình phương a khác 0 và một đường thẳng d có phương trình là y bằng bx cộng c. Được chưa con? À, cái đường thẳng này là y bằng bx cộng c. Tại sao cô không đặt nó là ax cộng b nha con? Ax thì nó nhầm với đây nè. À, nên mình thay cái này bằng bx. Thường đó là cô sẽ thay bằng mn nha các bạn.
hoặc là BX cho các bạn thấy nó không có bị nhầm. Vậy thì cái phương pháp nè, để tìm tọa độ giao điểm giữa đường thẳng và parabol, ta viết phương trình hoành độ giao điểm. Đây, các bạn nhớ cho cô cái câu nè. Phương trình hoành độ giao điểm giữa đường thẳng và parabol. Đây, các con cho cái thằng này nè, AX bình bằng BX cộng C. AX bình bằng BX cộng C. Và cô lại giải cái anh này ra. Được chưa con? Nhiệm vụ là chúng ta giải. Nếu một vô nghiệm thì D này không cắt parabol. Vậy đó, tí nữa cô lại vẽ hình cho con thấy ha. Đây. Đó. Đường thẳng D này, ví dụ như cái parabol của cô lại nằm đây nha các bạn. Đó, cái parabol của cô lại nằm đây. Thì cái đường thẳng này, đây là cái parabol nha các bạn. Đó. Được chưa? Đây là cái parabol. Và cái đường thẳng của cô là nó nằm ở dưới này nè. Đây nha các bạn. Đây, cái đường thẳng của cô là nó nằm dưới đây. Đây nè các bạn. Đó. Đúng chưa? Thì rõ ràng cái đường thẳng D này nó hoàn toàn không cắt parabol. Đúng không? Vậy thì nếu một mà vô nghiệm, có nghĩa là ở đây không có nghiệm nào hết, thì D không cắt parabol. Đúng không? Cái đường thẳng D này không cắt parabol. Rồi trường hợp thứ hai, nếu một mà có nghiệm thì đường thẳng D cắt parabol. Nếu mà có nghiệm. Vậy thì có nghiệm thì sao? Nó sẽ rơi vào trường hợp đây nữa nè. Đây. Nếu mà cái đường thẳng này mà nó như thế này nè, thì người ta gọi là đường thẳng này tiếp xúc với parabol, có nghĩa là nó có một nghiệm. Nha con. Cái đây nè, cái đường thẳng này người ta gọi là đường thẳng tiếp xúc với parabol, hay người ta còn gọi nó là tiếp tuyến. Được chưa con? Tiếp xúc với parabol. Cái thứ hai, trường hợp thứ ba là nó cắt như thế này, thì nó sẽ có hai điểm chung. Vậy là giữa đường thẳng và parabol nó sẽ có hai điểm chung. Nha con. Và giữa đường thẳng parabol có một điểm chung. Đó, có hình dung chưa? Vậy thì nó sẽ rơi vào cái phương trình này, nó sẽ rơi vào vô nghiệm, một nghiệm và hai nghiệm. Nha các bạn. Vô nghiệm này, một nghiệm và hai nghiệm. Nếu một mà có nghiệm, có hai nghiệm thì là đường thẳng cắt parabol. Còn nếu như một nghiệm thì là đường thẳng tiếp xúc với parabol. Nha con. Gọi F1 là hoành độ giao điểm thì tung độ giao điểm của nó là này. Được chưa? Hoặc là cái này. Được chưa? Chúng ta có thể thế F1 vào trong cái này hoặc anh kia để chúng ta tìm ra Y. Đó là phương pháp. Được chưa? Đó là phương pháp. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng bài cụ thể. Rồi, chúng ta sẽ vẽ nó. Được chưa? Câu đầu tiên, vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Câu thứ hai, đó là tìm tọa độ giao điểm của nó. Câu này quen lắm luôn. Đúng không? Mà câu này các con bấm máy tính được. Nếu mà thi trắc nghiệm thì các con bấm máy tính vô tư ha. Cô sẽ chỉ chúng ta bấm một phát là nó ra ngay thôi. Được chưa? Câu đầu tiên vẽ. Xác định bảng điểm cho cô. Đúng không? Bảng các điểm. Đúng không? Và đối với parabol thì các con lấy cho cô lại 5 điểm. Được chưa? Còn đối với đường thẳng thì các con lấy cho cô 2 điểm. X bằng 0, nhớ không lớp? Nhớ không lớp? Hay quên mất rồi. Đối với cái thằng này lấy cho cô 2 điểm nè. X bằng 0 thì Y bằng bao nhiêu? Y bằng 0 thì X bằng bao nhiêu? Nhớ không lớp? Y bằng 0 thì X bằng gì? Y bằng 0 thì X bằng B. Đúng không? Y bằng 0 là X bằng trừ B chia A, nhớ không? Đó. Rồi các bạn vẽ đi. Nhanh lên, vẽ xong dơ lên cho cô nào. Nhưng con, ở đây chúng ta sẽ lấy cái bảng giá trị như sau ha. Lập bảng giá trị này. Chúng ta chọn những số cho đẹp một tí ha. Đó là âm 3, âm 2, 0, 2, 3. Các con thế vào đây. Dạ. Thì con sẽ được cái gì? Đọc cho cô Vũ. Bằng bao nhiêu con?
À, cái đầu tiên bằng 3, cái thứ hai. À, 4 phần 3, tiếp theo. Không, 4 phần 3 và 3, đúng không? À, đó là cái dãy số mà chúng ta thế vào được. Rồi, tương tự như bên kia thì cô nãy cô lại nói rồi. Chúng ta cho x bằng 0, thì chúng ta suy ra y. Cho y bằng 0, thì chúng ta suy ra x. À, đây, cái bảng của chúng ta vẽ cái parabol này các con. À, nó hơi nhỏ nha các lớp ơi. Nha, nó hơi nhỏ. Chúng ta lấy các điểm để chúng ta vẽ. Đúng không? Đó, cô lại vẽ xong cái parabol này. Bây giờ đến xác định điểm. Về đường thẳng. Về đường thẳng thì ở đây cô lại này cho x bằng 0 thì y bằng 6. Y bằng 0 thì x bằng 6 luôn. Đúng không? Vậy cái điểm của cô sẽ là 6 và 6. Cô nối hai điểm AB này lại thì cô ra được đồ thị đường thẳng. Vậy con xem nè, cái đường thẳng này cắt parabol đúng không con? Đúng không? Thì khả năng mình cái phương trình đó mình sẽ tìm ra được hai nghiệm. Bởi vì cái đường thẳng này cắt parabol tại hai điểm. Được chưa? À, bây giờ bắt đầu chúng ta giải cái phương trình là độ giao điểm. Đúng không? Vẽ ra parabol thì dễ rồi. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta qua câu B. Giải. Đúng không? À, chúng ta sẽ ghi là phương trình hoành độ giao điểm. Đúng không con? À, chúng ta có thể gọi à, có nhiều cách mà chúng ta giải. Nhưng mà cô thấy hay nhất đó là gì? Chúng ta dùng phương trình hoành độ cho nhanh. Được chưa? Phương trình hoành độ giao điểm. Hoành độ giao điểm. Hoành độ giao điểm. Cô lại sẽ cho à, chúng ta sẽ cho cái phần ở phía sau đây này con. À, đây là cái phần hoành độ này. Đó, bằng nhau. Đúng không? Đấy, 1 phần 3 x bình bằng trừ 6 à, trừ x cộng 6. Đúng không? Cô lại quy đồng lên, cô không thích. Ở chỗ đây số 3 là ha. Chúng ta quy đồng lên đi. Cho nó đẹp xíu ha. Là x bình trừ 3x cộng cho 18. Đúng không? Phải không? À, các con chuyển vế qua. Là x bình cộng 3x trừ 18 bằng 0. Tới đây các con tách à, giống như năm lớp 8 hoặc là bạn nào nói cô ơi cái này con bấm máy tính cho nhanh. Không sao hết. À, bấm máy tính thử cho cô nó ra được mấy x. Mấy nghiệm. Chắc chắn rồi, nhanh, đọc nhanh. À, các con được phép dùng máy tính mà. Hoặc là ở đây các con tách. Không, tách. Tách thì chúng ta dùng 6 trừ 3 là nó ra thôi. Bấm ra đi cho Huy Hoàng ơi, nó bằng bao nhiêu con trai? Ừ? Nếu mà tách thì con sẽ tách ra là bằng 6x. Bấm máy tính nó ra bao nhiêu? Đây là cô đang tách nè. Học ở lớp 8 nè. Mấy con? À, 3 với trừ 6. X cộng 6. X trừ 3, thấy không con? Đó, đây là cô đang giải bằng phương pháp tách đó con. À, thì lúc ta sẽ ra được là X cộng 6 bằng 0. Và x trừ 3 bằng 0. Vậy thì chúng ta sẽ ra là x bằng âm 6 và x bằng 3. Được chưa con? Có 2x thì các con sẽ thay vào để tìm y. Con thay vào cái nào cũng được. Một là con chịu dùng parabol à, để con thay vào. Hoặc là con có thể dùng cái đường thẳng. Mà cô lại thích cái đường thẳng hơn, nó khỏi phải bình à, đó là việc tùy các con. Các con muốn dùng cái gì cũng được. Được không? Vậy tới đây chúng ta sẽ đi tìm y. Có x rồi, có 2x. Thì nhớ cho cô này, có 2x thì các con sẽ tìm được 2y. À. Vậy ở đây chúng ta đặt nó là x1, x2 đi. Ta có 2x ha. À, chúng các con ghi cho cô là x1, x2 đi. Thay à, x1 đúng chưa? Bằng trừ 6. Được chưa? Thì thay vào đâu? Thay x1 bằng trừ 6 vào. Y bằng trừ x cộng 6 à, thay vào đường thẳng. Thì con sẽ suy ra được y1 của con nó sẽ bằng trừ cho à, trừ cho trừ 6 cộng 6 và bằng 12. Nào. Được chưa? Vậy là con có một cái điểm.
Đó. Điểm đó có tọa độ là trừ 6 và 12. Đúng không? Tiếp. Rồi, từ đó cô lại suy ra. Cái điểm này là trừ 6 và 12. Vậy là nó cắt, đường thẳng parabol cắt tại hai điểm nha con. Tiếp tục thay. X 2 bằng 3 vào trong y bằng trừ x cộng 6. Cô lại cũng được. Y 2 bằng trừ 3 cộng 6 là bằng 3. Cô lại cũng suy ra được điểm này có tọa độ là 33. Đúng không? 33. Vậy đường thẳng cắt parabol tại hai điểm. À, chốt lại cho cô. À, vậy đường thẳng cắt parabol tại hai điểm. Hai điểm. Điểm thứ nhất có tọa độ là trừ 6 và 12. Và điểm thứ hai có tọa độ là 33. Các con nhìn lên đồ thị thử phải không? À, đây. Cô lại thấy được một điểm 33 đây rồi. Đấy con. Rồi, giơ bài lên cho cô nào. Giơ luôn cả phương pháp luôn nha lớp nha. Đó, nhớ cho cô cái câu này. Tìm tọa độ giao điểm thì phải dùng phương trình hoành độ giao điểm. Giống như hồi chúng ta giải đường thẳng vậy thôi, chứ không có gì đâu. À, cô lại thấy của bạn Đạt rồi. Gì mà lạ vậy con, lớp ơi? Hoành độ giao điểm của phương trình này thấy không con? Rồi, chuyển vế giải nè. Ta có x bằng 3 thì y bằng 3. À, x bằng trừ 6 thì y bằng. À, vậy tọa độ giao điểm của nó là giao tại 2 điểm. Được chưa con? Rồi, chúng ta qua dạng số 4. Bài của Tân đâu? Giơ lên cô ngó, Tân ơi. Tân ơi. Rồi, cái parabol đâu con? Cô chưa thấy cái parabol của con. Đưa sát vô. À, OX, OY đâu con? Sao vẽ cái gì vậy? Trục OX, trục OY đâu? À, điểm 0 đâu? Sao mà vẽ giống như là cái cây không có trái vậy con? Ừ? Cái cây mà không có trái con có muốn hái không? Không. Vậy vẽ nó một cái cây giống như cái cây không có trái vậy á. Chả có sức sống gì cả. Không lá, không cành, không trái luôn. À, điểm A, điểm B, điểm C đâu? Trục OX, OY đâu? Đúng không? Rồi, dạng 4 nha. Giải bất phương trình bằng đồ thị. À, giải bất phương trình bằng đồ thị. Cho bất phương trình FX bé hơn GX, đặt là 1. Đồ thị của hàm số y bằng FX và y bằng GX trên cùng một mặt phẳng của hệ tọa độ. Được chưa nào? Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên bằng cách giải phương trình FX bằng GX. FX bằng GX. Và nghiệm của bất phương trình. Nghiệm của bất phương trình FX bé hơn GX là tập hợp các giá trị là hình chiếu của phần đồ thị nằm dưới đồ thị y bằng GX và trên trục hoành. Cô mệt quá hả? À, giải bất phương trình sau bằng đồ thị. Con thấy ở đây chúng ta thấy nó chia ra làm hai phần không? Và đây chính là parabol. Đúng không con? Và đây chính là đường gì? Đường thẳng. Đúng không con? Vậy bất phương trình này, à, được chưa nào? Nó sẽ có nghiệm nằm ở đâu, phần nào? Được chưa con? À, đây là một hình ảnh, đây là sự tích hợp giữa parabol và đây là đường thẳng. Vậy cái bài này chúng ta sẽ giải như thế nào? Các con coi nè. À, đây là một cái bài nâng cao ha. Đây là cô giải cho các con thấy ha. À, vẽ đồ thị của... À, chúng ta sẽ vẽ đồ thị y bằng x bình. Và đường thẳng y bằng x cộng 2 trên cùng một hệ trục tọa độ. Hoành độ giao điểm giữa D và B là... Đó. Bây giờ chúng ta giải ra là x bằng trừ 1 và x bằng 2. Sau khi chúng ta tìm được ra cái tọa độ giao điểm rồi, thì chúng ta sẽ đi tính cái gì? Tìm tọa độ giao điểm rồi. Thì chúng ta có x bằng trừ 1 thì chúng ta sẽ tìm được y. Có y sẽ bằng gì? À, có x bằng 2 thì chúng ta tìm được y bằng 4. Vậy đường thẳng và parabol cắt nhau tại hai điểm. Điểm A có tọa độ là trừ 1 và 1. Điểm B có tọa độ là 2 và 4. Vậy phần parabol nằm phía dưới D
nhớ nha. Đây, 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 đây. Phần Parabol nằm ở phía dưới đây. Là cung AOB của Parabol. Và chiếu vuông góc của cung này lên trục OX thì ta được phần tập nghiệm của bất phương trình. Đó là X lớn hơn trừ 1 và bé hơn 2. Được chưa? Vẽ đi con, rồi cô chỉ cái phần đó cho. Lớp mình vẽ cho cô cái parabol và cái đường thẳng này. Xong cô lại sẽ chỉ cho con cái phần đó. Giờ viết bài vô, sau đó vẽ cho cô cái phần parabol. Vẽ cho cô cái parabol và vẽ cho cô cái đường thẳng. Xong rồi giơ lên cho cô sẽ chỉ cho con cái phần. Được chưa? Cái phần tập nghiệm của nó nha. Đây, phần parabol này, nhớ cho cô nha. Nằm dưới D, nằm ở phía dưới D nha. Là cung AOB và của parabol. Chiếu vuông góc cung này lên trục OX thì ta được tập nghiệm của bất phương trình là x lớn hơn trừ 2 và bé hơn 2. Đấy. Con vẽ đi rồi cô lại chỉ cái con cái vùng đó cho các bạn thấy. Rồi bạn nào đánh cho cô được cái vùng đó thì càng tốt. Viết vô sau đó vẽ parabol cho cô. Vẽ parabol, vẽ đường thẳng giống như nãy cô lại á, lấy á. Parabol thì phải tìm cho cô 5 điểm. Đường thẳng thì lấy cho cô 2 điểm và sau đó vẽ. Nhanh lên. Viết vô, sau đó vẽ vô dơ lên cho cô. Rồi, các con tô cái vùng mà nó thỏa đáng với cái lời kết luận này nè. À, coi cô dạy sai á. Cô đánh máy sai là chuyện bình thường con gái. À, ngay chỗ này nè. Ngay này là x bình trừ 2x nè. À, cộng x nè. Cộng 2 nè. Phải không ta? Đúng rồi, cộng 2. Phải không? 2x cộng x. Đúng không? 2x cộng x là ra x. Ủa vậy? Vậy thì cô lại giải sai chỗ nào? À, ngay chỗ này là trừ 2 con gái. Cô chuyển vế mà cô chưa đổi dấu nè. Cô lại đánh máy bị sai á lớp ơi. Ha. À, cô đánh máy bị sai nha. Ngay chỗ này là trừ 2 nè. Bằng 0 nè. Được chưa? Đánh máy bị sai á. Tương đương với đặt x ra ngoài nè bên trong. X trừ 2 cộng x trừ 2 bằng 0. À, được chưa con? Vậy thì mình sẽ có x trừ 2 nhân với x cộng 1 bằng 0. Đó, vậy chúng ta sẽ có hai nghiệm ha. Đó là x trừ 2 bằng 0 và x cộng 1 bằng 0. À, giải ra thì chúng ta sẽ có x bằng trừ 1 và x bằng 2. Đúng rồi đó. Được chưa? Còn ở trên kia là cô lại đánh máy sai. Ha, bị lỗi. Rồi, xác định cái vùng đó thì gạch chéo cho cô lại coi nào. Cái vùng tập nghiệm á. À, bạn Hùng Huy ơi. Cô nói cái lỗi này nè, kéo qua cái điểm này cho cô Hùng Huy ơi. Đừng có dừng tại đây. Được chưa? Con đừng có dừng tại đây giùm cho cô nha. Con sẽ vẽ bị sai nè con. Đây, con cứ dừng tại đây nè. Được chưa? Đây là cái lỗi mà các bạn hay gặp nè. Đừng có dừng tại đây mà các bạn kéo lên đây nè. Nó vượt quá cái điểm đó một tí cho cô nha, đó là nguyên tắc. Rồi, dơ lại cho cô này coi đi Hùng Huy ơi. Dơ lại cho cô con. Sao con? Rồi, con dơ cái hình lên cho cô đã. Con dơ cái hình của con lên cho cô. Không, không, không cần đâu. Không cần về lỗi đâu. Dơ lên, dơ lên. Dơ cái hình con lại lên cô coi nè. Bạn nào đâu? Dơ lên cho cô nào. Có bạn nào vẽ xong parabol và đường thẳng rồi dơ lên cho cô. Rồi đây. Đây đúng không? Đúng không? Vậy là đây là A nè. À, đây là B nè. Được chưa con? Đây là O nè. Bây giờ cô lại xác định cái vùng nè. Phần parabol nằm dưới D. Nằm dưới D đây nha. Được chưa? Là cung. Là cung. AOB. Được chưa? Rồi. Chiếu vuông góc cung này lên trục OX. Ta được tập nghiệm của bất phương trình là
À, ta được tập nghiệm của Bác Phương Trình là đó. Đúng không? Tập nghiệm của Bác Phương Trình là x lớn hơn trừ 1. X lớn hơn trừ 1 và bé hơn 2. Chưa? X lớn hơn trừ 1 đây. Đây, đây là cái vùng tập nghiệm của nó đây. X lớn hơn trừ 1 đây. Và bé hơn 2. Vậy là cái ông này nè. Đó. Đây là cái tập nghiệm của nó nè các con nhá. Thấy chưa? Đây là tập nghiệm của nó. Đó. Được chưa? Đó là cái khu tập nghiệm của nó đây nè. Rồi, cô là thấy rồi bạn Nhật Anh ơi. Ơi, lớp mình vô nha. Cô là dạy cho chúng ta một cái câu A thôi ha. Đó là biện luận theo M về số nghiệm của phương trình. M bằng trừ 2x bình phương. Cô là sẽ giải anh đó. Được chưa? Cô là sẽ tách hai thằng đó ra. Giống như nãy á, cô là sẽ tách hai thằng này ra. Đây là đồ thị y bằng trừ 2x bình phương. Và cái anh này là y bằng m. Đây là đường thẳng và đây là parabol. Đúng không? Cô lại sẽ vẽ đường thẳng. Đúng không? Y bằng trừ x bình và đường thẳng y bằng m. Được chưa? Cô lại sẽ vẽ. Sau khi vẽ rồi, thì chúng ta sẽ đi tìm tọa độ giao điểm. Nha, tìm tọa độ giao điểm. Và chúng ta sẽ biện luận với cái tọa độ giao điểm đó. Dựa vào đồ thị chúng ta có kết quả. Nếu m lớn không, phương trình vô nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đi. Vẽ đi rồi cô lại biện luận nó mới dễ hiểu. Kéo qua đây một tí nha các bạn. Đó. Nên là điểm này mình chấm đây nè. Thì mình luôn luôn phải kéo qua một chút ha. Chứ mình đừng có tới đây mình dừng. Nghe. Rồi. Xong rồi bây giờ y bằng m. Y bằng m đây là một cái đường thẳng nha con. Cái đường thẳng này là một cái đường thẳng song song với trục OX. Đó. Đường thẳng này là y bằng m. Con hình dung chưa? Vậy thì cái đường thẳng IM này nó sẽ nằm ở ba vị trí. Vị trí thứ nhất là nó nằm từ cái khoảng này trở lên nè. Được chưa con? Vậy là nó lớn hơn không. Nếu nó lớn hơn không thì rõ ràng cái đường thẳng IM này nó không hề cắt parabol. Được chưa con? Tiếp theo. Tiếp theo là cái đường thẳng này nó chạy xuống đây. Đây cô lại vẽ màu đỏ đi các bạn. Dễ nhìn hơn. Đó. Cái đường thẳng y bằng m này là một đường thẳng song song với trục x nha con. Đây là cái đường thẳng đây nè. Đường thẳng đây là một cái hàm hằng nó song song với trục x nha các bạn. Do đó nếu như mà m mà cô lại mà lớn hơn không thì nó nằm từ cái vùng này ra trở lên. Được chưa con? Thì lúc đó rõ ràng cái đường thẳng này nó chả cắt parabol. Đúng không? Vậy là đường thẳng parabol không có nghiệm chung. Bây giờ nó chạy tọt xuống đây, nó nằm ngay chỗ cái thằng này. Thấy chưa con? Và nếu nó nằm ngay chỗ cái đường trục OX này thì lúc đó y của cô lại bằng không. Y của cô lại bằng không thì lúc đó nó tiếp xúc với parabol. Được chưa con? Rồi bây giờ nó nằm ra đây, vậy bắt đầu mà nó bé hơn m mà bé hơn không, đúng không? M mà bé hơn không thì nó nằm ở cái vùng này. Được chưa con? Vậy thì nó cắt parabol tại hai điểm. Thấy chưa các bạn? Được chưa? Đây người ta gọi là biện luận theo M của phương trình. Được chưa? Chúng ta sẽ tách hai phần parabol và đường thẳng, sau đó chúng ta vẽ. Vẽ xong đó rồi chúng ta sẽ biện luận. Nên là cô Lài mới đưa ra ba trường hợp ở đây. Được chưa? Nó có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là M lớn không thì phương trình này vô nghiệm. Thằng này nè, thằng này chắc chắn là vô nghiệm. Bởi vì sao? Vậy nên lúc này đường thẳng không hề cắt parabol. Nha. Vậy là phương trình vô nghiệm. Tiếp theo, m bằng 0 thì phương trình có một nghiệm. Đây chính là 0, 0 đây này con. Đây, ngay chỗ đây. Và đường thẳng này cắt parabol tại một điểm. Điểm đó có tọa độ là 0, 0. Được chưa? Tiếp theo, nếu như m mà bé hơn 0, có nghĩa là bắt đầu từ đây xuống đây này, thì phương trình có hai nghiệm. Cô Lài đã biện luận được số nghiệm chưa các bạn? Xong rồi ha. Hình dung không? Được chưa? Rồi. Nếu mà chúng ta làm câu B nữa thì thôi, làm câu A thôi. Nha, câu B thì chúng ta làm vô tư. Mong nhưng mà thôi,
khả năng của chúng ta nắm tới đó là được rồi, đúng không lớp? Y bằng M đó người ta gọi là hàm hằng nha lớp, và nó song song với trục của X. Y bằng M là hàm hằng và song song với trục của X.